Cassette với radio ha. Sanyo đến từ thương hiệu Sanyo như nè. MR9100. Hoạt động cassette và radio thì em này đặc biệt cái là radio cũng được là tới 108 luôn. AM thì full đài là ok rồi. Radio là FM là 108 luôn ha. Hoạt động hoàn hảo cả tính năng như nè, thu phát cũng như là radio ok hết, nét căng luôn. Thì anh em có thể thấy thì em nó đang phát ra vô. Con này là hàng nội địa Nhật, về từ Nhật. Và nguồn điện thì là AC 100V. Anh em lưu ý giúp em ha. Đây, gần vô máy à. 108 ha. Thường những buổi trưa buồn hỏi mình khẽ khẽ, con đường nào, con đường nào dẫn đến những ngày xưa. Ngày xưa đó mẹ ta đứng cười rung làn. Đó là cassette nè, radio nè. Bắt băng tầng, kéo anten lên, bắt băng tầng FM, đang để băng tầng FM nên có thể thấy ha. Nét căng luôn. Em 100 mấy đó thì khu vực của em giờ này thì em bắt trong nhà thì bắt nó kém đài nên đài đó vô là tất cả những cái đài còn lại anh em về thoáng hơn là bắt ok hết rồi. Có sôi nè. Cassette nè, em lấy bằng ra ha. Thì em này thì giao lưu với anh em giá là 2.200.000 ha, không bao gồm phí ship. Anh em là có nhu cầu thì cứ alo trực tiếp cho em, số điện thoại là 0908217658. Em Huy Vũng Tàu, giao lưu với anh em và ship hàng toàn quốc cho anh em. Lưu ý giúp em điện một nguồn 100V vì em nói là hàng nội địa Nhật cho anh em ha. Lên. Máy stereo nhỏ gọn nhưng mà tiếng thì rất là lớn và hay ha.
cuối cùng rồi mình vẫn thế, có sao đâu, không chỉ em cho hai má hồng được nhìn. Giọt lệ này dành để mai đây về cùng người khóc giữa đêm vui. Hỡi đâu, hỡi đâu mà xót thương thân anh. Những ngày rồi, ok, thì tới đây cũng xin kết thúc clip ha. Qua cái clip giới thiệu này về cái con Sanjo MR9001, tới đây em cũng xin kết thúc clip và rất là cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi những cái video cũng như là những cái sản phẩm của shop. Thì anh em có nhu cầu giao lưu vui lòng alo cho em số điện thoại trên tiêu đề ha, 0908217658. Cảm ơn anh em đã theo dõi, xin chào và hẹn gặp lại anh em với những clip tiếp theo.